Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Thì nay chắc cũng khoảng 3-4 tháng rồi mình không có đi câu cá thòi lòi. Thì hôm nay mình sẽ lại cái điểm mà mấy bữa trước mình bắt dợp ở đây nè. Mình thấy có hang cá lòi rất là nhiều mà ăn bụi không à. Thì hôm nay mình sẽ xuống cái điểm này mình sẽ câu cá thòi lòi nha. Đây, khu vực này hổm mình đi bắt dợp ở đây thì cá rất là nhiều. Thì hồi sáng mình có tóm được 20 lưỡi nè. Cái này mình tóm lửa thôi, mình kiếm cái cây rồi mình bẻ cái bắt đầu mình cột vô với đem theo còn mười mấy cái chúm nè. Cái chúm này là mình để chỗ nào mà còng nhiều nó phá mình không, sẽ không câu, mình sẽ đặt cái chúm này, còn chỗ nào mà nó không có còng thì mình sẽ câu nha. Đây, mới xuống được hàng chà bả lửa luôn, con này bự lắm nè. Nè, cái dấu mới chát luôn nè, con cá này nó vòng vòng đâu đây nè, chắc nó xuống hang này rồi. Bây giờ mình sẽ câu ngay chỗ cái hang này cá nha. Để cái cây bằng này mình cột vô, hồi có làm câu nó lâu á vì cái đầu mình buộc vô cái cây ngồi đó là dính cái cắt đó, đơn giản. Còn chỗ nào còng nhiều là mình phải đặt chứ mình không câu được, nó phá dữ lắm đó. Để cho cái miệng hang chút xíu anh lên đó. Rồi một hang tiếp tục, trời vô trời má ơi cái hang, trời ơi con cá nó bự dữ lắm nè, mới móc đất lên nè. Trời ơi con cá này khổng lồ luôn à. Úp cái này ha, một lửa nha, quá bự. Đây mình có cái nhánh dừa nè, mình cột cái đây luôn. Quá trời cái hang. Trời. Cái này mình xài lửa 15. Đó. Đây nó có một cái nhánh dừa mình cột luôn. Chỗ nào nó không có cây á thì mình phải bẻ. Lồng thông này nó dễ thấy đó. Rồi hay ha. Đây, nãy giờ mình câu hết 20 lưỡi rồi nhưng mà còn mấy cái chúm này nè hết hang rồi cho nên mình chỉ câu được 20 lưỡi thôi. Thì nãy giờ cũng nửa tiếng rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới mình thăm nha. Thôi bây giờ mình sẽ đi thăm nha. Rồi cái này chắc ăn rồi nè, chắc ăn rồi quá chứ còn nhờ nó chìm xuống hang luôn. Có. Ôi dạ. Vô kèo. Ừ nhỏ. Trời ơi. Khổng lồ. Được. Trời ơi nãy quên đem cái kéo nó, trời chết rồi. Sao tháo cái này chua lè tôi lét luôn. Đây. Để mình quay cái này giờ mình sẽ tháo hay sao, tại nãy quên đem cái kéo nè. Chỉ là bự ngon nha, nhưng mà chưa bự dữ. Con này là cũng bự nhưng mà chưa bự dữ. Rồi, một con mới hàng đầu tiên. Để mình tháo ra cái. Dướng vô đây. Có cái hàng như cái miệng giếng nè, không biết ăn chưa. Chà, thấy nước có động nè. Rồi dính rồi. Cái này là mình hy sinh 2 lưỡi luôn nè. Ở bãi một lưỡi mình đem lưỡi mình sợ nó xảy á, mình làm 2 lưỡi hai bên luôn. Đó. Đây nè. Nó viết con dây xuống nè. Chà con cá này bự dữ lắm nha. Cái hang hết hồn luôn mà. Đó. Trời ơi nó bự. Qua đây nè. Trời ơi. Cái này mình hy sinh 2 lưỡi luôn, sợ nó bị xảy á cho nên mình làm 2 lưỡi luôn. Nè, đã chưa. Nãy quên đem cái dụi, nãy quên đem cái kéo theo cho nên lấy cái quẹt đốt dây nè, mình đốt cái này xong quên đeo kéo theo đó không. Ui hai em quá sướng đó. hàng khủng đó, còn lửa ra để mình đốt lấy ra luôn. Nãy quên đem kéo kêu mà cái này hy sinh 2 lưỡi bắt một con. Rồi, đây giờ dòm theo cái dấu cẳng để đi đường nào ta. Rồi đây cái dấu cẳng mình đi bên đây con có cây nữa nè, không biết ăn chưa. Ok này nó chưa ăn à. Cây này cái hang cũng mới quá trời không ăn ta. Rồi, mình cắt lưỡi chứ mới kẹt những cây nè. Rồi lâm hang quợn nước rồi. Đây cái lớn nhỏ đây. Chà con này cũng bự à. Ui đúng là đây hàng khủng không. Ui đã chưa. Ui con nào đấy nè. Chà bá nện. Con tay sao ấy đây. Để mình gặm cái máy kìa. Lấy cái quẹt ra đốt. chạy hả? Quên nè cái kéo. Đây. Còn siêu to không? Bự không? Cho vô vỏ. Ba em. 4 lưỡi mà dính 3 con lưỡi không dính thôi. Ở đây hàng nó cũng ít lắm. Thưa. Như đoạn này không có rồi. Xích được kia, nếu kêu mình đi. Đi từ xa một cái lỗ đục nước đục ngầu luôn. Dính nữa rồi. Ây cha, xảy luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Mới vừa xảy thì luôn. Ừ, nó uổng. Hả? Quậy nước tè le, nhợ rối tè le tè lưa luôn. Ơi say uống trời. Rồi một cây bị sảy, cây này dính nữa nè, còn không hà sảy nữa giống con nãy đi. Ủa con nhỏ rồi. Ủa gì kỳ vậy? Ủa dỗ dọn cái cây mình bỏ đây mà. À đây trời ơi nó kéo lên. Đó, rồi cũng được. Ây da, văng tùm lum dầu, văng cam tà le luôn. Rồi để mình chùi cái cam cái. Đây, mới vừa văng cái cam tà le luôn. Giờ không ướt nhẹp để không biết sao cắt đây. Đây, thêm con nữa nha, để mình cắt văng cái. Gốc dừa này con. Wow. Không có cấm này hả ta? Ủa cái hang này có mà hồi nãy không cấm. Ở bên đây nè có một cái hang khổng lồ luôn, mình cũng cấm 2 lưỡi luôn. Hy sinh 2 lưỡi bắt một con mà không có dính không. Rồi dính lên dính rồi. Đây mình làm 2 lưỡi giống cái hang bên kia luôn, tại vì con cá này nó bự. Đây không biết ăn lưỡi nào đây, ra hàng lưỡi này. Đó, một ổ sao kỳ vậy? Sao con nhỏ vậy? Đừng nói 2 con nha. Ôi ôi sao kỳ trời. Vậy là con này không phải rồi nè. Cái hang chà bá lệnh vậy mà có một con nhỏ trời ơi. Về cái hang này 2 con rồi, không phải con này rồi. Hy sinh 2 lưỡi bắt được một con mà con như xíu nè. Ôi con cá. Cái này con nhợ nó chằn nè. Dính nữa quá. Dính đầu. Lên hàng coi, lên coi. Lớn nhỏ đây. Cũng được à. Ôi, bini. Kệ. Có hơn không. Cái hai chà bá con cá nhỏ dữ trời. Đây, chờ tiếp em nữa. Bỏ vô. Nói cái người quen mình mượn được cái kéo này, cắt cho nó lẹ. Chứ chỉ ướt quá, đốt lâu quá. Hàng được nhẹp này chắc dính rồi quá. Ủa cái dãy tùm lum vô sảy nó rồi. Trời ơi coi. Trời ơi sảy luôn. Mình cắt luôn. Má ơi sảy nữa rồi. 2 cây sảy rồi. Còn khoảng 7-8 cây nữa nó hết rồi. Vô khu này coi. Đây có mấy cái hàng nó sâu đó. Đây. Đây. Bên ăn chưa không biết. Cái hang không có cắm quên. Ủa cái hang gì mà nó chưa ăn không ta nè. Để đi. Chút mình vòng lên cái nữa coi. Cái hang ở đây nữa. Bộ cái hang này dám xảy luôn rồi trời. Ướt nhẹp luôn. Ủa bị gì? Để đi. Chút mình lại thăm vòng nữa. Ủa cái hang nó ngon. Nó chưa ăn. Rồi hang này dính nè. Chặt cú luôn. Ướt nhẹp. Bự nhỏ đây. Lên. Ui con này bự. Đây. Chọt chui luôn nữa. Đây. Mời một cái kéo cắt cho nó lẹ. Lên đi em trai ơi nè. Đây con em nữa nha. Tiếp tục anh đây. Ở đây còn không nhớ nữa ta. đây không có, quay qua đây. Đây còng nhỏ nhỏ quá trời. Cái này không biết có phá không nữa. Còn 2-3 lưỡi nữa. Trời ơi cái lưỡi dội bị còng phá luôn rồi. Trời ơi. Để đi. Để chút mình lại thăm chiếc nữa. Cái he nó ngon vậy mà nó không lên ta ơi nè. Cái con này nó nhát dữ ta, nãy nửa tiếng hơn rồi. Mấy con dạng dạng nửa tiếng lên. Trời ơi đang ngang như ống cống nhưng mà không lên. Trời ơi. Hết luôn hả ta? Hết luôn quá. Còn ha đây nha. Ủa đây nha, không có cắm. Để mình kiếm lại coi coi có lạc cái nào nữa không. Còn mấy cần á không ăn, để chút xíu mình thăm lại một chiếc nữa coi có ăn không. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái thành quả cho mọi người. Sau bữa nay 20 lưỡi của mình được nhiêu con nha. Đây mấy con đầu bự ghê, có mấy con sao nó hơi nhỏ. Rồi, móc gì mình luôn đi. Mấy cái lưỡi đi, lưỡi này cắt. Lưỡi nữa mà không dính cắt ra. Rồi dạ. Phải mấy cái hàng kia nó không nhát rồi, nãy giờ dính được ra chắc cũng nhiều rồi đó. Mấy cái hàng hai con bị sảy. Hai con bị sảy, mấy cái hàng mới thầm nó có. Nó nhát quá nó chưa lên ăn. Hàng bự không. Nè, con này khủng nhất. Ôi dạ. Tè le luôn. Này cũng được, có lớn có nhỏ. 2, 4, 7 con. Đây, cái thành quả của mình 20 lưỡi hôm nay đi câu cá thòi lòi được 7 con. Đó. Thì cái số cá này á, thì mình tính làm đợt cho người xem luôn. Tại vì ngày mai á, thì có mấy anh em xuống chơi nữa cho nên mình để dành lại, để ngày mai đãi những anh em mà chưa có ăn từng cá này nè. Nói chung là cá này rất là ngon. Cá này là dùng cá của nước mặn chứ không phải nước ngọt, nước dối. Chết đây, vụ con hả? Rồi xong, phóng xanh một con luôn má ơi. Ở 7 con giờ còn 6 rồi. Tới con chuyện thiệt đi. Đang nói chuyện. Rồi xong đây, 7 giờ còn 6 rồi, phóng xanh hết con rồi. Thôi kệ đi. Để chút xíu nữa mình tâm lại mấy cái cây mà nãy nó ăn thử sao. Thì mình tính làm thật cho người xem luôn, mà tại vì ngày mai có mấy số anh em xuống chơi để cho mình đãi những anh em mà chưa có ăn con cá này nè. Nói chung cá này rất là ngon, cá này là dùng nước lợ nha, còn cá nước ngọt đó, nó nhỏ mà rất là tanh. Thì mình sẽ xin clip tới đây, hẹn mọi người những video tiếp theo nha. Mọi người thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.